Xin chào các bạn, bạn đang có mặt tại đường Hà Phước. Và con đường này sẽ dẫn đến một cái quán bán một cái món ăn có tên là tôm bay. Và bật mí nhỏ cho các bạn là cái quán mà ngày hôm nay chúng ta đến được xem là một trong những cái quán hiếm hoi tại thành phố Nha Trang bán cái món ăn bò vừa nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi đến đó nha. Let's go. Và ngay sau lưng Bảo là cái quán mà Bảo vừa nhắc. Cái món tôm bay này thì bắt nguồn từ Cam Ranh. Nhưng mà cái quán ngày hôm nay mình ăn thì lại là Nha Trang. Chứ như vậy thì bây giờ Bảo muốn là vào trong mình hỏi xem hai cái quán đó nó có chung chủ hay là cái hương vị nó có được giữ nguyên hay không các bạn nhé. Tại vì dù gì thì mình ăn ở Nha Trang nó vẫn sẽ gần hơn mình ăn ở Cam Ranh. Đi vào trong thôi. Dạ cô ơi, con chào cô ạ. Cho con xin phép hỏi cô một chút về cái món tôm bay ở đây được không cô? Dạ. Quán mình là bán được bao nhiêu lâu rồi cô? Hơn 10 năm. Con nghe mọi người nói rằng là cái món tôm bay là bắt nguồn từ ở ngoài Cam Ranh. Được. Cái món này ở đây là cô học lại từ ngoài Cam Ranh hay là như thế nào cô? Cũng một nhà. Là ở đây và cái quán ở ngoài Cam Ranh là chung nhà luôn. Chung nhà. Ở đâu lâu hơn? Ở Cam Ranh lâu hơn. Ở ngoài Cam Ranh lâu hơn. Nhưng mà về hương vị của cái món tôm bay ở đây với cái hương vị của món tôm bay ở ngoài Cam Ranh là như một hay là sao cô? Như một mà khác là khác nem. Ở Cam Ranh là có tôm bay không có nem. Dạ. Nha Trang là tôm bay nem. À, Nha Trang thì có thêm cái phần nem nem tôm bay. Nem nướng đó đúng không cô? Dạ, ăn cùng với lại tôm bay luôn. Còn ở ngoài Cam Ranh thì chỉ có cái món là tôm bay thôi. Một phần tôm bay là có giá là bao nhiêu tiền cô nếu ăn tôm bay thôi không có nem? Một phần tôm bay là 30. Dạ. Mà nem tôm bay là 35. Là tính ra là nếu mà ăn thêm nem nó chỉ tốn có 5.000 thôi. Dạ rồi, vậy bây giờ ngại gì mình không gọi phần 35, vừa có nem vừa có tôm bay các bạn ha. Dạ rồi, cô cho con gọi một phần 35 nha cô. Chỗ ngồi mình bên trong đúng không ạ? Dạ rồi, con cảm ơn cô rất là nhiều. Món ăn này được gói bên ngoài là phần bánh tráng, bên trong là phần nhân với tôm và thịt giã nhuyễn có màu cam. Các miếng tôm bay sẽ được xiên vào que gỗ và nướng trên bếp than đỏ lửa đến khi vàng giòn. Về hình thức thì bạn thấy rằng là cái cách ăn của cái món tôm bay này nó khá giống với cái món nem nướng ở Nha Trang. Vẫn có những cái lá hẹ nè hả, những cái loại rau thơm, rồi một cái đĩa xoài nè, dưa leo, đồ chua gồm có cà rốt và củ cải trắng ấy. Và đặc biệt là cái chén nước chấm này nó rất là giống với nem nướng luôn á. Một xíu nữa thì mình sẽ nếm thử về cái hương vị nó có giống hệt như cái nước chấm của nem nướng hay không. Rồi còn về tôm bay thì sau khi mà mang ra thì Bảo mới biết là cái này nó lại giống một cái món mà Bảo từng giới thiệu cho các bạn ở Sài Gòn luôn. Đó chính là cái món nem lụi ở quận 11. Bạn nào lâu quá quên hoặc là chưa xem thì Bảo sẽ để link của cái video đó ở dưới cái phần mô tả nha. Các bạn có thể bấm vào xem lại. Đấy, thì cái phần này nó về bên ngoài nha, nó rất là giống với cái phần nem lụi luôn. Và từ nãy giờ thì mình chỉ nhìn nhận nó từ bên ngoài thôi. Còn bây giờ thì mình sẽ ăn để mình xem là cái hương vị của nó thì nó có khác hay không. Ở đây thì mình sẽ được cho những cái miếng bánh tráng như thế này các bạn nha. Mình sẽ cuốn những cái nguyên liệu ở trên bàn này lại cùng với cái phần tôm bay. Đấy, rồi mình chấm với cái phần nước chấm. Nhưng mà bây giờ khoan, không ăn với bánh tráng, với rau, mà mình sẽ ăn thử cái này riêng thôi để xem hương vị nó như thế nào. Và cũng như là cái phần nước chấm này nó có giống như nước chấm của nem nướng hay không. Đây, đây là một cái miếng tôm bay các bạn nha. Nó rất là mỏng luôn ấy. Và cái phần thịt á thì nó chỉ có một ít ở giữa thôi. Bên ngoài sẽ là cái phần bánh tráng được nướng vàng và nhìn khá là giòn ấy. Có một vài chỗ thì nó hơi cháy xém nhẹ thôi để nó tạo ra một cái độ thơm, có nghĩa là như vậy. Bây giờ thì mình sẽ chấm nha. Cái phần nước chấm thì nó cũng sẽ có cái màu cam cam. Ở đây á thì mặc dù là cái phần nhân của tôm mà thịt ở bên trong nó khá là ít nhưng mà bạn vẫn cảm nhận được cái vị ngon, cái độ thơm của nó, nướng vàng lên rất là thơm luôn. Cái phần ở bánh tráng ở bên ngoài á thì nó sẽ giòn giòn và đặc biệt là cái nước chấm này nó khá là giống với cái nước chấm của nem nướng các bạn ơi.
và nó cũng gần giống với cái nước chấm của cái món nem lụi mà Bảo ăn ở Sài Gòn. Bảo nghĩ rằng là cái món này thì có lẽ là về tên gọi thì nó khác với cái món nem lụi, nhưng mà về hình thức, về cách làm thì nó sẽ gần na ná với nhau. Và Bảo nghĩ cái điểm khác biệt lớn nhất đó chính là cái phần tôm. Nem lụi thì hình như không có tôm, còn cái này thì sẽ có cái phần thịt tôm ở trong đó. Ở đây á thì cái phần nước chấm nó sẽ không cay các bạn nhé. Các bạn muốn cay thì các bạn sẽ lấy cái phần ớt. Và ớt ở đây thì cũng rất là lạ các bạn. Họ sẽ không kiểu mà xay sơ sơ giống như một vài nơi bỏ ăn, hoặc là những cái phần ớt băm nhuyễn á, mà ở đây thì họ sẽ xay ra rất là mịn luôn như thế này. Và cũng có màu cam luôn. Đấy, mình sẽ muốn ăn thì mình sẽ múc vô. Họ sẽ cho 2 muỗng. Đúng thật là nước chấm thì phải cho thêm một ít ớt, thơm bay thì phải cuốn kèm với rau thơm, với hẹ, với đồ chua đấy, có bánh tráng bọc bên ngoài, như vậy mới là ngon chuẩn vị đấy. Cái điểm mà làm Bảo thích cái món tôm bay nè, đó như là bánh tráng nướng nó giòn rụm mà mình cho vào trong cái cuốn này, mình cuốn lại mình chấm mình ăn rất là đã luôn. Và từ nãy giờ thì ăn cái món tôm bay này rồi, nhưng mà các bạn có thắc mắc là vì sao người ta gọi món này là món tôm bay không? Có đúng không? Bảo cũng mới vừa biết được thôi. Đó chính là tôm thì sẽ là cái phần nhân tôm đó, còn bay thì nó sẽ có một cái câu chuyện rất ly kỳ các bạn, rất là ly kỳ, rất hấp dẫn luôn. Đó chính là ngày trước khi mà các bạn gọi cái món này thì người ta sẽ không lấy ra từng miếng sẵn ở trên đĩa cho các bạn, mà người ta sẽ để trong từng cái xiên một mang ra bàn. Và nhưng mà trong cái lúc tuốt đó thì cái miếng tôm nó không bay vô đĩa mà nó bay xuống đất nên người ta gọi nó là tôm bay. Đấy, câu chuyện là như vậy, giống như kiểu mà mình ăn bò né mà nóng quá nó văng mình phải né, người ta gọi là bò né, thì tôm bay thì là tôm bay xuống đất đó, vậy đó. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Ở đây thì lúc nãy Bảo vừa hỏi thì rau các bạn ăn hết á, thì các bạn có thể xin thêm, nước chấm cũng như vậy. Chỉ là đừng xin thêm nem nướng với lại tôm bay được rồi, cái đó là phải gọi thêm, nhưng xin thêm các bạn nha. Hồi nãy là mình cuốn một cuốn có tôm bay rồi, bây giờ thì Bảo sẽ cuốn một cuốn có tôm bay và có nem nướng luôn, để xem là hai cái này nó kết hợp chung với nhau thì nó có ngon hay không. Mà vì sao quán lại bán cái phần như vậy? Rồi, chấm với nước chấm. Cái này á thì ngoài cái giòn của cái phần tôm bay, nó còn có cái thơm thơm của cái phần nem nướng nữa, rất là đã. Cái phần bánh tráng ở bên ngoài á dai, dẻo, không cần phải nhúng nước, đơn giản là quán để ra đĩa, các bạn chỉ cần lấy và cuốn thôi. Và thấy rằng món tôm bay là một cái món mà ít khách du lịch biết. Người địa phương thì rất là thích nha. Vào buổi chiều thì thấy rằng là đa số thực khách ở đây là người dân địa phương đến đây ăn thôi. Không gian ở trong quán này thì phải nói rằng là khá là nhiều cây, rất là mát, nhìn rất là thoáng luôn. Mà đặc biệt là có những chú chó nhìn ra ngoài thì khá là hầm hố, nhưng mà thật ra thì nó rất là hiền và rất là dễ thương các bạn ạ. Bảo nghĩ rằng là nếu như mà bạn nào lần đầu tiên đến đây thì có thể gọi một cái phần giống như Bảo ăn, cái này thấy cái nào ngon, cái nào hợp lý thì mình sẽ gọi thêm ha. Thích tôm bay thì có thể gọi thêm, hình như là chỉ có 12-13 ngàn gì đó một cái phần tôm bay gọi thêm thôi. Bây giờ thì cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong những món ngon tiếp theo nha. Bye bye.